Chào các bạn, chào các chị. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn của anh chị điểm hát trên tông pha trưởng nha bạn. Rồi, khi mình điểm hát trên tông pha trưởng mình tính bậc nha bạn. Lúc đó pha trưởng thì mình tính là bậc 1. Kế đó bậc 2 là son, bậc 3 là la, bậc 4 là si ha, bậc 5 là đô, bậc 6 là rê, bậc 7 là mi ha. Rồi nói thêm nữa, tông pha trưởng nó có một cái nốt si dáng nha bạn. Nên đúng cái bậc 4 nó sẽ là si dáng ha. Rồi, khi điểm trên tông trưởng mình sẽ có công thức nha bạn. Bậc 1, bậc 4, bậc 5 là trưởng ha, có khi bậc 5 là 7, bậc 3, bậc 6, bậc 2 là thứ. Nhớ bạn đây là công thức nha. Rồi, bậc 7 là diêm. Nói lại, khi điểm hát lên trong tông trưởng ha, thì bậc 1, bậc 4, bậc 5 là trưởng, và bậc 5 có khi là 7, bậc 3, bậc 6, bậc 2 là thứ, bậc 7 là diêm ha. Và từ cái công thức này mình điểm hát lên tông pha trưởng, mình sẽ có các hộ âm sau. Chủ âm pha trưởng, bậc 4 sẽ là si trưởng gián ha, tại vì bậc 4 là trưởng mà. Bậc 5 là sẽ là đô trưởng hoặc đô 7. Điểm hát trên tông pha trưởng thì có bậc 1 pha trưởng, bậc 4 si trưởng gián, bậc 5 đô 7 hoặc đô trưởng. Rồi bậc 2, bậc 3, bậc 6, bậc 2 là thứ, thì tương ứng với bậc 3 nè, la thứ, la là la thứ. Bậc 6 là rê, sẽ là rê thứ. Bậc 2 là son thì sẽ là son thứ. Rồi 7 sẽ là mi thứ 7 gián 5. Bị nãy mình nói bậc 7 trong công thức nó là một cái hộ âm diêm ở bằng 7 diêm 7 đó. Rồi cụ thể vậy là lúc mình điểm hát trên tông pha trưởng thì mình sẽ có cái âm pha trưởng bậc 1, son thứ bậc 2, la thứ bậc 3, si trưởng gián bậc 4, đô trưởng và đô 7 bậc 5, rê thứ bậc 6 và mi thứ 7 gián 5 bậc 7. Các bạn ha. Rồi. Rồi mình nói thêm ý này nữa. Khi các bạn mình chơi nhạc trên tông trưởng thì các bạn mình sẽ bị khó khăn trong vấn đề mà cảm âm, hoặc là khó khăn trong vấn đề mà chạy câu ha, phăng lít này kia hay đáy đuôi này kia đó, lót câu thì rất là khó. Mà lúc mình đàn trên tông thứ thì nó dễ hơn các bạn, thì thường ai cũng vậy, trên tông thứ thì nó sẽ đi solo rồi dễ hơn, mà cảm âm nó cũng dễ hơn. Rồi chỉ có một ít bạn mới nghịch là thôi, và thường là vậy. Thì mình hôm nay mình có cách cái mẹo này để mình cắt anh chị các bạn mình đàn trên tông trưởng không gặp khó khăn nữa. Cái mẹo này nè bạn, là như mình đã biết, trên cái tông pha trưởng thì nó có một cái nốt si dán ha. Rồi mình nhớ lại đi, lúc trước mình chia sẻ bằng rê thứ cũng có một cái nốt si dán, thì mình suy ra hợp âm pha trưởng và si rê thứ thì nó là hai hợp âm, hai cái tông nhạc song song. Hai tông nhạc song song thì âm dây nó cũng giống y chang nhau, và những đứa con, những hợp âm con trong cái tông nhạc của nó cũng giống nhau, nó chỉ khác nhau chút xíu rồi để mình phân tích những cái khác nhau rồi cho bạn coi ha. Rồi nói lại, pha trưởng và rê thứ là hai hợp âm song song vì nó có cái âm dài giống nhau, nó có một cái nó si dán ha. Đó, khi mình đờn vòng mình kết thúc ở nó pha, cuối bài kết thúc nó pha thì mình sẽ coi mình bài hát nó sẽ chơi tông pha trưởng, mà bài đờn vòng kết thúc nó rê, bài hát chơi tông rê thứ. Vậy thì anh em mình đã chơi nhừng nhuyễn trong cái tông rê thứ rồi ha, thì không có lý do gì mình gặp pha trưởng mình ngại hết. Rồi cái mẹo nào các bạn, pha trưởng và rê thứ là hai hợp âm song song, nó có những đứa con nè ha. Khi mà mình đàn hát trên tông pha trưởng thì nó sẽ có thằng bậc 4 ha, là si trưởng gián, bậc 5 ác âm là đô 7 hoặc đô trưởng, và bậc 3, bậc 6, bậc 2 là thứ, thì bậc 3 của nó là pha, son, la, thì la này sẽ là la thứ ha. Bậc 6 của nó là rê, sẽ là rê thứ. Bậc 2 của nó là son, sẽ là son thứ. Đó là mình điểm hát trên tông pha trưởng, thì các bạn sẽ bị khẩn trên trong pha trưởng, các bạn sẽ khó hơn, thì mình tìm ra một thằng song song với nó, thì nó thì chỉ hộp âm cái tông nhạc nó chỉ có một cái tông nhạc, người chồng chỉ có một con vợ thôi, thì mình tưởng tượng như trưởng là chồng đi pha trưởng thì nó sẽ có một cái tông nhạc song song là cái thứ, mình tìm ra được thằng song song nó rồi, tại vì nó có chung một cái si dán ha. Thì đó, thì rê thứ là song song pha trưởng, thì c rê thứ mình đã dừng diễn rồi thì mình liên hệ qua để mình chơi pha trưởng cho dễ. Rê thứ làm chủ âm thì lúc đó bậc 4 của nó sẽ là son thứ, bậc 5 sẽ là la trưởng hoặc la 7. Rồi nó có ba thằng trưởng ha, thì nó sẽ có ba thằng trưởng là thằng bậc 3 của nó rê mi pha, bậc 3 nó là pha trưởng, bậc 6 của nó là si trưởng gián, bậc 7 của nó là đô trưởng hoặc đô 7, thường là đô trưởng ha. Đó, bạn thấy không, thì mình nếu mà mình tông nhạc pha trưởng này mình đờn hơi bị khó thì mình liên hệ qua đờn rê thứ đi, rồi kết thúc của nó pha mình sẽ có pha trưởng. Lát vô thực hành và thấy rõ hơn vấn đề này. Rồi pha trưởng, chủ âm pha trưởng và tông nhạc pha trưởng và tông nhạc rê thứ nó có chứng đứa con chung vậy ha. Rồi nó có một đứa con chung nữa, cái con này nó hơi mới mẻ hơn chút, nó là bậc 7 của thằng pha trưởng.
khi mà mình đờn chủ tông pha trưởng là chủ âm, thì thằng mi thứ thằng bậc thằng mi thứ bảy giáng năm này đó là thằng đứa con thứ bảy. Còn nếu mà khi mình đờn trên chủ âm là rê thứ, tông nhạc rê thứ, thì cái thằng mi thứ bảy giáng năm đó là đứa con thứ hai. Tại sao rê mi? Con này pha son la si đô rê mi. Nói lại nha, khi mình đờn trên cái tông pha trưởng thì thằng cái hợp âm mi thứ bảy giáng năm này nó sẽ là đứa con thứ bảy. Còn nếu mình đờn trên tông rê thứ thì đứa hợp âm mi bảy giáng năm là đứa con thứ hai. Các bạn, đó mình thôi không nói nữa dài dòng quá. Bây giờ mình vô áp dụng cho cụ thể và mình hiểu hơn ha. Tức là mình nói lại là ý là khi mình chơi tông pha trưởng thì mình kiếm có cái học âm, mình tìm cái học âm tương ứng với nó, là giờ học âm mà song song nó là thằng nào, mình tìm được rê thứ. Thì mà mình nếu mà đờn rê pha trưởng mà đi solo chạy câu rồi bị khẩn, thì mình cứ dựa vào rê thứ mình chạy câu đi bạn, dứt cái nốt pha thì mình sẽ có pha trưởng. Đơn giản như vậy bạn. Rồi trên cần đàn mình chia sẻ cho nhanh chút ha, để mất thời gian các bạn. Lát mình minh họa rồi mình ghi chú trên màn ảnh đi các bạn, mình tập pha trưởng nè bạn. Thấy đầu cần nè em, mình khỏi nói cái gì, trí bấm lắm, mình ghi trên cái màn ảnh cho mau. Pha trưởng ở thấy đầu cần ở ngăn 1 á, rồi pha trưởng ở ngăn 5 nè, cái này bấm tắt thì bấm này coi, rồi pha trưởng ở ngăn 8 từ đầu cần đến vô ngăn 8 nè, pha trưởng đầu cần nè, pha trưởng ngăn 5, pha trưởng ngăn 8 nè, là chủ âm á. Rồi tập 4 của nó là si trưởng gián, thì ở đầu cần si trưởng gián các bạn. Chúng mình minh họa lên cái màn hình cho các bạn coi để khỏi mất thời gian. Si trưởng gián nè. Rồi si trưởng gián cái thế thứ hai nữa là ở ngăn 6 si trưởng gián, cũng bấm tắt thì bỏ ra mà bỏ ra được, bỏ ra tắt hai rồi bấm mũi vào bấm. Rồi cái thế thứ ba nữa là ở ngăn 10 ngón 1 và bấm gì này đó si trưởng gián, bấm tắt là vậy, còn bấm thì vậy. Ở đây bị dướng cái đàn la xíp, mình không có khuyết nên nó dướng, hay coi bấm, còn bấm tắt dùng được cái thế đi solo. Nó lại si trưởng gián có ba thế, 1 ở ngăn ở đầu cần, 2 ở ngăn 6, 3 ở ngăn 10. À, rồi hợp âm thứ ba là bậc năm của nó là đô trưởng hoặc đô 7, đô trưởng các bạn. Cái thế bấm đầy đủ nè. Thế sử dụng 5 giây. Rồi muốn thành đô 7, mình lấy cái ngón số 4 mình bỏ vô cái 3 ngăn 3, mình có đô 7. Bỏ ra đô trưởng, bấm vô đô 7. Rồi đô trưởng ở ngăn 3 ở đây nữa, có thế này nữa. Đây. À, mình bỏ cái ngón số 2 ra, mình sẽ có đô 7, bấm vô thì có đô trưởng. Rồi đô 7 cái thế này nữa các bạn, đây. À, đó. Đô 7. Rồi ở ngăn 8 tính từ đầu cần vô tới ngón số 1 nè. Ngăn 8 mình bấm chặn về xuống rồi. Đó là đô trưởng đây. Còn nếu mà đô 7 thì bạn thêm cái ngón số 4 này, bạn bấm vào nó si gián. Mình có đô 7. Cấu tạo của 7 là hợp âm 7 là hợp âm trưởng và thêm cái bậc 7 gián. Ở đây bậc 7 là đô rồi bậc 7 là nó si là si gián. Mình có si đô 7. Ha, rồi ha. Đó là các thế bấm của 1 4 5 rồi đó. Rồi 3 6 7 là thứ. Ha. Bậc 3 của pha trưởng là gì? Pha son la. Ở đây một thế là thứ. Ngăn đầu cài, thế ở đầu cài. Thế ở ngăn 5. Thế ở ngăn 8. Thế đầu cần. Thế ngăn 5. Thế ngăn 8. Sử dụng 3 ngón. Sử dụng 4 ngón. Rồi bà thấy ra được rồi ha. Rồi. Rồi, đó bậc 3, rồi bậc 6 là rê thứ đầu cần. Bạn sử dụng từ bách la rê xuống, còn bách la cũng không có gì sai. Cấu tạo của rê thứ là rê pha lá. Thì đây nó là bách la này không có gì sai hết. Rồi, cái thế thứ hai ở ngăn 5. Bạn sử dụng bách rê xuống cũng được, mà bách la cũng đúng các bạn, tại cấu tạo rê thứ là rê pha lá. Sao bạn được rồi. Và cái
vị trí thứ ba là ở ngang 10 bấm suốt vậy, nhưng mà vì cái đàn mình không có khí khó bấm, mình bấm thao tác vậy thôi. Đây đó là bài hai ha. Bậc sáu của hòa trưởng gồm có ba vị trí bấm này, đây thứ là bài vị trí bấm 1 thấy đầu cần, 2 thấy ngang 5, 3 thấy ngang 10. À rồi rồi, son thứ là bậc hai của hòa trưởng, rồi nè thế đầu cần, thế ngang ba. À, đó một thế bấm tắt ở ngang 6, nó sử dụng 3 giây, còn bằng sử dụng 4 giây vậy. À, sử dụng 3 giây nha bạn, dùng 4 giây đó. Rồi rồi một thế nữa là rê mi ba son hai hàng đó, cái đây thế 3 giây, thế 4 giây, thế bấm xuống này, nhưng mà đây nó dướng hơi khó quá, sử dụng 4 giây thôi. Để solo nói lại, bậc hai của pha trưởng thì gồm son thứ có các vị trí bấm 1 nè, thế ngang 3, 2 thế ngang 6, 3 thế ngang 10 tính từ ngón số 1. Rồi một cái hậu âm nữa là mi thứ bảy dáng năm, thì mi bảy dáng năm mình chia sẻ bằng một thế thôi, nhiều thế bằng rối là ngón đây nè, đó mình phụ chú lên cái mà đây đó, rồi mình chia sẻ đó rồi hết rồi đó ha. Một pha trưởng bậc 4 si trưởng dáng, bậc 5 đô trưởng của đô 7, bậc 3 la thứ, bậc 6 rê thứ, nói lại pha trưởng bậc 1 bậc 4 si trưởng dáng, bậc 5 đô 7 của đô trưởng, bậc 3 la thứ, bậc 6 rê thứ, bậc 2 son thứ, bậc 5 là mi thứ bảy dáng năm. Rồi bây giờ mình vô mình chạy các dòng hòa thanh trên cái tông pha trưởng này để các bạn mình cảm âm, rồi xong nữa mình nói tiếp cái phần mà song song với thằng rê thứ để mình tạo cái mẹo để mình đi solo cho nó dễ. Rồi trước tiên mình chạy cái dòng hòa thanh 1 4 5 gồm có pha trưởng, si trưởng dáng và đô trưởng của đô bảy ha. Thuận điệu nào đánh điệu đó nha bạn, bolero cha cha disco gì trên cái dòng này mà mình đánh tiếp điệu bolero trên cái dòng 1 4 5 này, 2 3 si do do re mi ma si do do re mi ma. Rồi đó là dòng 1 4 5, các bạn mình thuận điệu nào còn đánh điều đó, mình đánh cái bắt đầu mình đầu mình sướng âm theo cái hợp âm hang mình đọc lên để chi để mình cảm âm. Rồi cái dòng thứ hai là 1 2 5 tương ứng với pha trưởng bậc 1, 2 là son thứ, 5 là đô trưởng đô 7 ha. 2 3 son thông dụng là 1 6 2 5. Thì trong cái tông pha trưởng tương ứng với 1 là pha trưởng, 6 là rê thứ, 2 là son thứ, 5 là đô trưởng và đô bảy ha. 1 6 2 5 về 1. Rồi 2 3 rê son đô
bốn năm tương ứng với là một là pha, sáu là rê, bốn là si trưởng gián, năm là đô trưởng và đô bảy nha. Một sáu bốn năm nó khác, một sáu hai năm chút xíu thôi, một sáu thì hai là hai cho bò thành bốn, tương ứng với cái hợp âm pha rê thứ si trưởng gián đô trưởng và đô bảy về pha. Tương ứng với các hợp âm pha trưởng là bậc 1, bậc 3 là gì? Pha son la, bậc 3 rồi 6, 2, 5 thì giống rồi ha, 6 là hà rê, 2 là son, 5 đô 7 đô trưởng, và dòng 1, 3, 6, 5 tương ứng các hợp âm pha, la, rê, son, đô và pha. Tại sao mình liên hệ qua cái từ cái thằng pha trưởng, bữa nay mình chia sẻ bằng học pha trưởng, tìm hán trong pha trưởng, sao mình lại nhắc rê thứ làm chi? Tại vì rê thứ và pha trưởng là hai hợp âm song song, nhưng mà hai tông nhạc song song, nên nó có cái liên hệ mật thiết. Cái âm dây của rê thứ và âm dây pha trưởng nó giống y chang à. Là các bạn mình đờn điểm hát trên rê thứ rất là nhuần nhuyễn rồi, nhưng mà qua pha trưởng các bạn bị khựng nha. Ví dụ rê thứ các bạn đờn rất là dễ. Thật ra nó cũng âm dây nó y chang vậy thôi, nhưng mình chạy nó rứt cái nó rê thì nó là rê thứ, rứt cái pha trưởng. Để minh họa các bạn coi nè, trước tiên là âm dây đi ha, âm dây bảy nốt tới âm dây ngũ cung, các bạn thấy nó sẽ liên hệ giữa rê thứ và hợp âm pha trưởng rất là dễ các bạn. Các bạn mình thường thường đờn rê thứ thì nó nhường nhuyễn, như gặp trưởng các bạn hay bị khựng. Cụ thể ví dụ như trong rê thứ các bạn đờn rất là nhường nhuyễn, nhưng pha trưởng các bạn đờn lại bị khựng. Thì đây các bạn minh họa các bạn coi, ví dụ giờ mình đi cái âm dây rê thứ mà dạng mà âm dây tự nhiên bảy nốt ha. Rê mi fa son la, rê mi fa son la, si dễ nha, si đô rê, rê thứ. Thấy đề thứ nè, còn pha trưởng nó cũng giống vậy, nhưng mà nó rút cái tay lên này xíu, trở này này, còn đề thứ nè, pha trưởng này. Rồi bây giờ các bạn chạy cầm dây của y như đề thứ, nhưng mà kết thúc nó pha, các bạn sẽ có pha trưởng. Rê thứ mà kết thúc nó rê, mình có rê thứ, kết thúc nó hòa, có hòa trưởng. Bây giờ mình dạy lần này các bạn coi nè, để mình thấy được cái lợi hại này. Tiên chi các bạn mình đã chơi nhường nhuyễn rê thứ gì, không có cách, không có lý do nào mà mình chơi pha trưởng không được hết. Cái mẹo này các bạn sẽ giải quyết được vấn đề.
Tại vì thường cái tông trưởng khó đờn tông thứ, thì mình muốn đờn cái tông trưởng dễ dàng, thì ví dụ mình đàn cái tông trưởng đó thì mình tìm cái tông song song với nó, tông thứ nào song song với nó, cái tông vợ chồng á, hay cái tông tương ứng song song nó giống y chang nó, thì mình ví dụ mình nếu mà anh em biết nhạc lý thì mình biết thằng pha trưởng có nó si dáng ha, cái tông nhạc rê thứ của nó si dáng, thì hai đó là song song. Mình đờn pha trưởng thấy khó quá, mình đờn thấy rê thứ mình chạy vòng vòng vòng, mình kết cái pha trưởng mình có pha trưởng và hang đó. Còn ví dụ anh em mình không biết nhạc lý thì mình biết cái mẹo, thí dụ như rê thứ ở đây 6 dây, 5 dây, 4 dây, 3 dây, thì nó sẽ có một cái thằng song song với nó ở đây, hay là ngược lại, nếu mình chơi pha trưởng ở đây, mình đờn không cần biết pha trưởng là gì, mình đờn cái một tông trưởng ở đây rồi mình thấy khó chạy solo quá, thì mình phải tìm cái thằng thứ vợ của nó, thằng trưởng mình nói chồng đi kiếm cái cô vợ cho nó, thì cô vợ nó nằm đâu, cô vợ nằm đây các bạn, trả ngón tay qua đây, đây đây, ví dụ mình đợi một thông trưởng bất kỳ, mình không biết cái thông này nó là pha trưởng xong trưởng chưa biết, mình muốn đợi cho dễ dàng, mình kiếm cái thông thứ tương ứng với nó, bị anh chồng mình khó chịu quá, kiếm cô vợ liên hệ cho dễ hơn. Đó, thì bắt đầu mình bỏ nó qua đây, có cái cô vợ đi thử. Đó, mình chạy vòng. Giờ bà hai đó rất là dễ, để cách giải quyết là vậy đó. Thì cụ thể hôm nay mình đờn pha trưởng. Thì pha trưởng các bạn thấy sẽ khó hơn rê thứ nhiều. Thì các bạn cứ đờn rê thứ đi. Rồi bạn chạy vòng. Rồi kết ở đâu, kết ở pha thì có pha trưởng. À, rồi khi mà cái mình vui mình kết ở rê thì có rê thứ tương ứng với nó, nhưng mà cuối cùng về cuối bài thì mình chạy vòng ở về pha nha bạn, cái rê thứ là trải qua cái nhà đó nhớ, mình mượn thằng rê thứ thì mình làm cái bàn đạp để mình chạy vòng, nhưng mà cuối cùng phải về pha để pha thử đó ha. Rồi bây giờ làm lại nha, trong cái âm dây rê thứ nè, bà con nè, rê mi fa son la si do rê, rê mi fa son la si do rê, mi rê la si si la si do si do si la son fa mi rê ha, nhưng mà mình kết thúc ở nó đô fa sẽ có hòa trưởng. Nó còn khó qua âm dây ngũ cung nè, rê thứ ngũ cung nè, rê fa son la đô rê, rê fa son la đô rê, fa rê đi 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 nha, mà hai kết ở rê đó là rê thứ. Nhưng mà kết thúc fa mình có fa trưởng. Đó, còn ví dụ dưới đây nè, nhưng mà kết thúc bài hát mình có hai đường nè, đó mà hay mình rất dễ. Thí dụ như mà bạn đi solo cái bài thứ trước rồi cái mình qua bài trưởng mà coi nè, ví dụ như bài gái ha, rồi hay là bài thứ khác, cái gì mà cái giờ bọn gặp cái bài pha trưởng xong là cái tài nãy giờ đang đợi thử, giờ mình thử mình đợi sao, mình các bạn cứ nghĩ là mình đang đợi thử đi ha, dụ như mình đợi vô, nhưng mà nghe câu này thấy chưa, câu bài tôi muốn á, đó đề thử nè, nhưng mà thật sự nó là pha trưởng, mà bạn cứ nghĩ nó là đề thử đi, nó là
âm dây của pha trưởng hoặc là đệ thứ á, đệ thứ ngũ cung của đệ trưởng hoặc pha thứ cái câu đó đó nè. Đó, nó là âm dây của cung, nó cái câu của nó mượn từ âm dây của cung của đệ thứ pha trưởng các bạn. Tại vì âm dây của ngũ cung đệ thứ pha trưởng nó giống y chang nhau. Chứ kết thúc nó nào thì là âm dây của nó đây nè. Nó giống đề thứ gì không? Nhưng mà kết thúc nó phải được đó rồi. Hay là một cái bài này nữa nè. Bây giờ này nó không có em của cung về mà nó âm dài thường. Thấy chưa? Đó. Đó. Có đề thứ rồi đó. Mình đừng có đánh riêng mình cái bài Cuộc sống bình thường đi. Ta ca pha trưởng đi. Mà giờ pha trưởng khó đi quá. Giờ mình mượn cái riêng, mượn cái hàng đề thứ để mình làm này. Y như đệ thứ đó vậy không? Ờ, đệ thứ á. Gì bảy? Ba bảy á. Ờ, rất là thời gian được pha cái thành pha trưởng. Ờ, đệ thứ nè, mình đi nè. Muốn về hành pha trưởng cái gì pha chứ mới đi chơi hành đi thứ mà ham đó, tức là mình mượn hợp âm song song để mình đi mình giải quyết hàng trưởng cho nó, hàng trưởng này nó khó chịu quá, mình mượn hợp âm song song thứ mình đi solo mình chạy câu. Nhớ mà ví dụ như có cái mẹo là khi mình chơi tông trưởng mình điểm mắt coi thì cũng dễ rồi, nhưng mà nhiều khi cũng hơi bị khó cảm âm á, nhưng mà mình quen mình mượn cái tông nhạc song song để mình giải quyết vấn đề khó của mình. Ví dụ mình hôm nay mình chia sẻ bằng tông pha trưởng thì ví dụ anh em mà có biết nhạc lý tí thì biết pha trưởng nó có cái nó si dán rồi thì mình liên hệ coi nào là cái tông vợ chồng gì nó, ví dụ thằng trưởng mình cho nó là chồng bị nó hơi cứng cáp thì nó có một cái nó si dán thì mình liên hệ coi cái tông thứ con nào có một cái nó si dán thì mình các bạn có biết nhạc lý thì mình biết là thằng rê thứ có một si dán thì lúc đó thì mình mượn cái thằng rê thứ để mình giải quyết những cái câu solo câu clip này kia đồ trên cái thằng pha trưởng các bạn nha, nhớ các bạn nè. Rồi cái mẹo nữa, các anh em các bạn mình không biết nhạc lý gì hết, bây giờ mình phải sao thì mình thí dụ như bất kỳ mình khi mình mò ta ca tới tông trưởng chỗ này, ví dụ ta ca tông trưởng chỗ này là mình không biết nó phải là cái gì, không biết nó là pha trưởng gì, mình không biết gì hết, nhưng mình sẽ tìm cái tông thứ mà song song với nó là ở đây anh chồng thì khó chịu quá tìm cô vợ để mình liên hệ cho nó dễ làm việc này đó, thì lúc đó cái tông thứ nó sẽ kéo về cái ngón y vậy ha, coi hai ngón về mình từ bỏ ngón này mình đứng đây nè, cái tông nhạc trưởng đang coi làm cho mình khó đờn nè, mình khó chạy câu nè, mình liên hệ qua cái tông thứ bỏ nó ra thì nó còn hai nè, đây là ba trưởng này nè, mình đổi xuống đây rồi mình chạy vòng vòng mình kết thúc nó này mình có thằng trưởng. Ví dụ như bắn mình đờn một cái tông nhạc bất kỳ chỗ này mình không biết nó là cái gì, mình biết nó là trưởng đó, bây giờ mình đi solo khó quá thì các bạn mình có cái mẹo đó, mình bỏ cái này ra giùm cái đi, bỏ ra nó còn hai cái này đúng không đó, bắt đầu mình giờ bỏ thấy cái nó vô mình cài câu hai này xuống đó, mình mượn thứ mình chạy qua. Ví dụ đây nè, mình đi nhiều lâu khó quá, giờ mình tưởng tượng qua này cho dễ. Giờ bài hát đó, trưởng rồi đó. Mà mình ăn gian, mình mượn thứ qua, mình mượn thứ này. Nhưng mình chạy. Hay để mình giải quyết những bài tổng trưởng mà mình anh em mình thuận chơi thứ rồi mà gặp mấy bài tổng trưởng mình hơi bị nghịch khó chạy câu này cú rồi thì thôi mình cái này cái mẹ các bạn cố gắng tập cũng rất là nó cũng giải quyết được 80-90% cái khó trong chơi tổng trưởng của mình đó bạn, thì mình làm mà được cái mẹo này rồi mới mốt các bạn gặp cái tổng trưởng các bạn không còn gặp khó khăn lắm nữa, cũng hơi khó hơn thứ chút quá nhưng mà sẽ dễ lắm đó hai bạn đó.
bất cứ tông trưởng nằm chỗ nào, ví dụ nằm đây mình thiếu, mình biết là rê trưởng, nhưng thiếu nằm chỗ này là cái gì mình không biết gì hết, không biết là nó rê trưởng thang hay si trưởng giáng cũng biết, nhưng mà mình muốn tìm bằng thứ để mà cái cô vợ dễ chịu á, là để mình giải quyết cái anh chồng khó khăn này, thì mình đó mình bỏ nó bỏ ra đi, bỏ ngón số 1 ra chứ mình còn như thế này ha. Thì bắt đầu mình dời cái ngón đó, dời ngón ở đây, dời ngón ở đây, bỏ ngón đây, mình có cái anh, cái cô thư, cái cô nàng thứ mà song song với cái anh chàng trưởng này cho dễ giải quyết. Mình xin phép nghỉ đi ha. Các bạn mình cố gắng tập như vậy. Mình xin phép nghỉ đi.